Trọng Hùng khống chế bóng rất tốt, và đó là một đường truyền Rabona, cơ hội dành cho đội áo vàng đối mặt, và đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Những sức ép liên tiếp được tạo ra về khung thành của Đinh Xuân Việt, và cuối cùng thì đội chủ nhà cũng đã thành công. Người ghi bàn là Rimario. Một loạt cầu thủ tấn công của câu lạc bộ Thanh Hóa đang có được phong độ cao ngày hôm nay. Hoàng Đình Tùng chỉ mới được tung vào sân ở hiệp đấu này thôi, nhưng cũng đã bắt nhịp cực nhanh. Và một lần nữa trong bàn thắng vừa rồi, người ta phải nhắc đến Trọng Hùng. 2-1, Thanh Hóa đã lội ngược dòng để vươn lên dẫn trước đối thủ. Lê Văn Thắng đã có một đường chuyền miễn chê để cho Rimario có đủ thời gian ngắm nghía trước khi tung ra cú sút hạ gục thủ môn Đinh Xuân Việt.